Gara Hạnh Phúc là phim tiếp sóng Thương Ngày Nắng Về, mang đến cho người xem những câu chuyện thú vị vào các buổi tối đầu tuần. Bên cạnh chuyện tình éo le giữa Bình An và Quỳnh Cun, cùng những rắc rối của anh em nhà Bảo Anh, sự xuất hiện của Duy Hưng cũng được khán giả vô cùng quan tâm. Mới đây, công chúng bắt gặp cây hài mới của màn ảnh Duy Hưng nịnh vợ cực chất qua một bình luận trên mạng xã hội. Đặc biệt, nam diễn viên dùng ngôn ngữ của chính nhân vật Trung Châu mà mình đảm nhiệm trong phim để lấy lòng bà xã. Cụ thể, bà xã của Duy Hưng, Huyền Nguyễn vừa chia sẻ một bức ảnh lên trang cá nhân vào dịp sinh nhật của mình. Ngay sau khi đăng tải, cô nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, người thân, trong đó không thể thiếu Duy Hưng. Theo đó, Duy Hưng đã để lại bình luận, bà đẹp tuyệt sờ vời, yêu bà. Dễ nhận thấy, nam diễn viên đã dùng thêm chữ S trong câu nói trên để khen ngợi bà xã. Đây cũng là đặc điểm riêng của nhân vật Trung mà Duy Hưng đóng trong Gara Hạnh Phúc. Trung được biết đến là thanh niên có thói quen thêm chữ S vào câu nói của mình. Được biết, các biệt danh độc lạ như Phó Sở Lãnh Đạo hay Trung Sở Châu cũng từ đó mà ra. Theo những chia sẻ trước đây của Duy Hưng, điểm thú vị trong cách ăn nói của Trung đã được ekip bàn luận với nhau rất kỹ. Mục đích của việc làm trên là để tạo tiếng cười cho khán giả và khiến họ nhớ lâu, ấn tượng hơn về nhân vật Trung trong phim. Trước lời khen của chồng, bà xã Duy Hưng cũng đáp lại đầy ngọt ngào. Vâng, cảm ơn ông yêu, tình cảm của cặp đôi khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Vợ chồng Duy Hưng, Huyền Nguyễn gặp nhau và kết hôn từ năm 2019. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm lên mạng xã hội và luôn dành cho nhau những lời khen có cánh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.